Rồi ạ. Mời mọi người theo dõi trận đôi một pha mở cầu rất hay của Nhiếp Sinh và một pha đặt cầu rất tinh tế của Lời Nguyền. Mời mọi người theo dõi trận đá đôi nam và đôi nam nữ luyện trong khuôn khổ trước giải Phú Xuyên. Tuấn Anh và La Hưng, một người tấn công quét rất uy lực và một chân thủ rất uy tín, đó là La Hưng. Còn bên kia thì Nhiếm Sinh và Lợi Nguyễn. Đôi nam nữ này đã đá rất nhiều giải với nhau và rất là hiểu về đường cầu của nhau. Hai chị em đã nhiều lần vào những trận tứ kết và chung kết của các giải, giải đấu phủi. Chính vì vậy mà hai đôi đôi nam và đôi nam nữ này được đánh giá là 1-9, 1-10. Vừa rồi là hai đôi đã trải qua một trận và tỷ số thắng là 24-22, nghiêng về Lời Nguyện, nghiêng về La Hưng và Tuấn Anh. Vừa rồi là một pha mò cầu rất hay, lại một pha mò cầu tiếp, vít cầu tôn. Vừa rồi là Lợi Nguyễn và Nhiếp Sinh đã cho thấy bản lĩnh của mình. Hai pha mò cầu liên tiếp, một pha tấn công uy lực. Còn chân tấn công Tuấn Anh sau khi tấn công hai quả đang rất là mệt. Anh được cái to xác chân dài nhưng mà thể lực hơi yếu. Tuấn Anh đã giảm được rất nhiều so với thời gian trước, anh đã giảm được hơn chục cân. Phát cầu ra ngoài rồi. Đúng là trong đá cầu mà chúng ta nhiều cân là rất dễ bị chấn thương. Và thời gian vừa rồi Tuấn Anh đã chấn thương liên miên, gần như đến giải là anh luôn bị chấn thương và phải nghỉ giải. Và gần đây anh đã quyết tâm giảm cân. Điểm số 5-7. Có vẻ như trận đá này là anh em đang đá độ, thành ra là rất căng. Lời Nguyễn đang cho thấy sự tranh cãi của mình rất gay gắt. Quét cầu tốt, mặc dù trúng chắn nhưng cầu đã bay ra ngoài. Điểm số 6-8. Ở trận đấu này thì Lợi Nguyễn và Nhiếp Sinh đang dẫn điểm. Lợi Nguyễn đang rất quyết tâm. Điểm số 9-6. La Hưng nêu cầu rất đẹp. Điểm số 7-9. Cầu nêu sang rồi. Quét lái tốt. Rất tiếc cầu đã ra ngoài. 4 chạm. Đá hết 4 chạm mà được ạ. Còn kể cả đá 2 chạm cũng được, 1 chạm sang luôn được. Đá luật quốc tế này thì hạn chế chạm ạ, là 4 chạm đổ lại. Còn mình đá 1 chạm hay là 2 chạm là được ạ. Không còn qua 2 chân nữa ạ. Vâng. Ngoài 5 phân. Một pha mò cầu rất ảo diệu. Quét cầu tốt. Chúng ta có thể thấy những đường cầu rất là hay, bởi vì hai bên đều tấn công tốt và có những đường chắn cầu và mò cầu rất uy tín. 8-1. Chính vì vậy mà chất lượng của trận đấu được đánh giá khá là cao. Tuấn Anh có một thể hình cao 1m8, chính vì vậy mà
anh chắn cầu rất tốt, gần như là nhảy nhẹ lên cái là đã be được hết một nửa sân rồi. Tuấn Anh là một chân chắn có thể nói là rất là đáng sợ đối với nhiều chân công ở cầu Phủi Hà Nội. Một pha vít cầu rất cao, cầu ngang đầu Tuấn Anh và vít xuống góc sân phía cuối sân. Một pha quét lái, Tuấn Anh có quả quét lái khá hiệu quả. Khi mà lái thì thường anh quét cao hơn so với quả quét cắm, và cầu đi ngang ngang phía cuối sân. Một pha chắn cầu tốt nhưng rất tiếc Tuấn Anh đã nhảy vào lưới rồi. Chúng ta có thể thấy Tuấn Anh nhảy rất là cao. Còn La Hưng của chúng ta là anh đang dính hơi đau nhẹ, chính vì vậy mà anh quyết tâm không tấn công bằng cách nào mà còn dài. Và vít cầu rất tốt của Lợi Nguyễn. Điểm số 14-10. Có vẻ như trận này Tuấn Anh đang hơi đuối một chút. Còn Lợi Nguyễn thì lại đang rất sung và anh đang muốn gỡ trận vừa rồi. Quét giúp rồi. Nếu anh không quyết tâm thì có vẻ như là sẽ bị trôi điểm. Chắn tốt và mò tốt. Hay, một pha mò cầu rất tốt của Tuấn Anh. Đặt cầu tốt. Một pha cầu rất hay của Tuấn Anh. Một năm. Điểm số 11-15. Tuấn Anh gần như đang chỉ hết bên phải và anh chỉ chắn chéo với giữa. Như vậy mà cầu vẫn lọt qua chéo được. Có vẻ Tuấn Anh cần phải nhảy thấp hơn, vì anh đang nhảy cao quá, ra là cầu toàn ngang eo cắm xuống. Quét cầu tốt. Một pha quét chéo lách chắn của Tuấn Anh. Điểm số 12-16. Đặt cầu tốt. Mặc dù đã sờ được cầu nhưng mà Hưng không thể bắt được quả cầu lên. Điểm số 17-12. Quét lái tốt. Mặc dù quả quét lái của Tuấn Anh nó không mạnh nhưng lại rất hiệu quả, bởi vì nó lách chắn được. Vít lái tốt. Đang như thế Tuấn Anh lui về bên lăn chéo nên là Lợi Nguyên đã vít một quả lái cắm, rất cắm. Hai trường phái tấn công khác nhau nhưng đều hiệu quả. Một pha phát cầu rất căng.
lại một pha viết lái nhưng mà cầu ghi vào bụng của Tuấn Anh và nó không sang lưới. Điểm số 19-14. Lại một pha quét lái, quả này uy lực hơn rồi, trúng đùi của nhím sinh mà không lên được. 5-9. Điểm số 15-19. Một pha phát cầu hỏng của La Hưng. Anh đang nóng lòng để gỡ điểm nhưng mà đã phản tác dụng rồi. Điểm số 20-15. Thôi. Quét cầu tốt, pha quét cầu rất căng. 6-0. Điểm số 16-20. Đặt cầu tốt. Khi đã dẫn điểm rồi thì Lợi Nguyệt đang rất thoải mái về tâm lý. Và trận này chiến thắng đã dành cho Lợi Nguyệt và Nhím Sinh. Đây là mò hết rồi, chị mò 3 quả liên tiếp. Vâng, và chị nhím đá xong, chị đang ra gáy Tuấn Anh. Xong rồi đau sườn ở chân. Mày chỉ chắn là có anh khi anh chưa khởi động thế nào thôi. Đây là Tuấn Anh và bạn gái của Tuấn Anh.